Thưa quý vị, hiện tại nông dân trên địa bàn huyện Tân Hưng đang bước vào thu hoạch rộ vụ lúa hè thu 2023. Đây cũng là thời điểm nhiều đàn dịch chạy đồng từ các nơi khác di chuyển đến với số lượng lớn để chăn thả trên các cánh đồng. Theo thống kê của ngành chuyên môn huyện Tân Hưng, hiện đã có trên 30 đàn dịch chạy đồng với hơn 140.000 con, anh Nguyễn Văn Tú, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, vừa di chuyển 3.500 con dịch đẻ của gia đình từ tỉnh Tiền Giang đến xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng để trang thả. Hiện đàn dịch của anh được 4 tháng tuổi và chuẩn bị cho trứng. Đi đồng á, thì rất lợi nhuận hơn, nhưng mà mình phải đi nhiều đồng, đi khắp chỗ, chỗ nào có đồng là mình đi. thì như chi phí thì nó cũng nhẹ hơn nhiều, nhẹ hơn khoảng 50%, tiền mình nằm nhà đó thì giờ đi đồng thì dịch cả, thì mình cũng tiêm ngựa đầy đủ. Đuôi dịch chạy đồng dù giúp nông dân giảm chi phí đầu tư tăng lợi nhuận, tuy nhiên tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vì thế ngành chuyên môn cần tăng cường công tác tuyên truyền, người nuôi nâng cao ý thức và chủ động tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi.